quá trình mình đi bệnh ấy thì cũng được 7-8 năm rồi. Thế quá trình là mình đi khám ở các cơ sở y tế thì là cũng người ta cũng phán đoán cho mình là viêm gan từ miễn. Thế thứ hai là chụp chiếu thì là nó bị giãn tĩnh mạch gan. Thế quá trình mình điều trị uống thuốc nhưng mà cái bệnh thì nó không tiến triển được cho mấy. Về sau mình đi khám lên chỗ bệnh viện Tâm Anh này, may quá thì tôi gặp bác sĩ Khanh. Về sau là bác sĩ Khanh thì cũng ngồi trao đổi rất là thân tình với tôi. Đây là một bệnh nhân nam giới. Thì bệnh nhân này được chẩn đoán cách đây độ khoảng 7-8 năm gì đó, là chẩn đoán với một cái xơ gan và nghĩ tới nguyên nhân do viêm gan tự miễn. Bệnh nhân này đã được điều trị và sau đó thì sau 7-8 năm thì đã đi nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội thì vẫn được chẩn đoán là xơ gan và đến giai đoạn mất bù, bắt đầu là bụng có dịch cổ trướng. Và chúng tôi mới khám trên lâm sàng thì khi đó bệnh nhân đã bắt đầu có cổ trướng và gan to. Thế tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng trong cái lâm sàng nó lại không phù hợp với cái bệnh cảnh của viêm gan tự miễn. Chính vì vậy mà chúng tôi mới tiến hành, chúng tôi đi tìm các nguyên nhân. Quá trình tôi đến gặp bác sĩ Khanh thì bác sĩ Khanh có tư vấn tôi cái vấn đề mà gan tự miễn này nó cũng không phải là do gan đâu mà nó còn nhiều cái vận lý khác. Khi mà có cái bệnh cảnh đó thì chúng tôi đi tìm những nguyên nhân mà có thể gặp. Thế và khi có những cái đi tìm và chúng tôi vẫn nghĩ đến là phải loại trừ một cái viêm màng ngoài tim có thắt, bởi vì thế chúng tôi thấy rằng cái tĩnh mạch cổ trên lâm sàng nó nổi tự nhiên thì nó một dấu hiệu nó ứ máu ở gan. Chính vì vậy mà chúng tôi mới đi tìm. Thế bác sĩ Khanh có nói là có khả năng là nghi ngờ về tim. Thế bác sĩ Khanh chuyển tôi xuống phòng tim để siêu âm và làm các cái xét nghiệm. Đây là một bệnh nhân thực sự là cũng rất là đặc biệt, vì như bác sĩ Khanh vừa trao đổi, tức là bệnh nhân đã được chẩn đoán rất là lâu là một cái bệnh lý mà là xơ gan và được điều trị theo cái hướng xơ gan. Sau khi mà bác sĩ Khanh gửi sang khám thì tôi đã xem lại và đã cho bệnh nhân đi kiểm tra về tim mạch, bao gồm điện tim, siêu âm tim, chụp X quang tim phổi. Thì đặc biệt là sau khi mà siêu âm tim thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái tình trạng mà cái màng ngoài tim nó bị vôi hóa và nó làm cho chẹt vào cái cơ tim, làm cho cái cơ tim là nó không giãn được ra, nên là có một cái vùng giữa cơ tim thì nó bị ép lại. Đấy. Và do như vậy thì cái quả tim nó không giãn được ra thì nó không nhận máu được về. Chính vì không nhận máu được về thì nó mới ứ lại ở gan, rồi ứ lại ở bụng, ứ lại ở chân. Trong những cái trường hợp này là chúng tôi cũng phải đánh giá kỹ hơn, xem cái tổn thương cơ tim nó như thế nào, màng ngoài tim như thế nào. Thì bệnh nhân cũng đã được chụp cộng hưởng từ tim để mà đánh giá kỹ cái cấu trúc của cơ tim, cấu trúc màng ngoài tim. Thì cũng rất là may lại tại Tâm Anh là chúng ta có cái máy chụp cộng hưởng từ tim, có đưa ra được cái hình ảnh rất là đẹp. Thế và sau khi mà có đầy đủ các chẩn đoán thì chúng tôi đã kết luận đây là một cái bệnh nhân mà có viêm màng ngoài tim co thắt, tức là một cái mạn tính, và đặc biệt là nó có vôi hóa màng ngoài tim theo hình chu vi. Trên cái nền bệnh nhân này thì từ nhỏ, khoảng theo bệnh nhân kể là khoảng 4 tuổi thì bệnh nhân cũng đã có được một cái phẫu thuật màng ngoài tim. Thế thì sau khi có một cái chẩn đoán rõ ràng thì chúng tôi đã hội chẩn với bác sĩ ngoại. Thì vì trường hợp này quan trọng nhất là mình phải giải phóng cái màng ngoài tim ra. Vì vậy mà chúng tôi đã chuyển ngoại khoa để mà các bác sĩ phẫu thuật bóc bỏ cái màng ngoài tim, cái phần mà nó bị vôi hóa đi. Khi mà chúng ta tìm được nguyên nhân ấy thì thường là xơ gan nó không hồi phục, nhưng trường hợp mà do viêm màng ngoài tim co thắt ấy, thì chúng ta gửi đi bệnh nhân phẫu thuật tách cái màng ngoài tim ra, quả tim lại trở về hoạt động, hút được máu như bình thường. Sau khi mổ thì bệnh nhân đã phục hồi rất là nhanh chóng và hiện nay là bệnh nhân gần như là trở lại hoạt động bình thường, không còn cái dấu hiệu cổ trướng như trước nữa. Thế và tim cũng đã hoạt động được bình thường. Đến hôm nay mình đi lên trên Tâm Anh mình khám lại về cái phần gan của mình ấy, thì là nó biến triển hẳn. Và quá trình mình phẫu thuật thì là cũng đã tăng cân, và các cái biểu hiện mà ngày xưa mình lo ấy đấy, thì là nó cũng giảm nhiều, giảm tương đối luôn á. Một cái chẩn đoán ban đầu tưởng như là không còn cái giải pháp gì nữa, vì chúng ta biết là xơ gan mà đã cổ trướng gần như là một cái bệnh lý mà gần như là cái việc điều trị nó cũng rất là hạn chế, thì mình đã giải quyết cho bệnh nhân và trở phục hồi cho bệnh nhân hoàn toàn. Nếu cái xơ gan này ấy, mà cái gan để tiếp tục mà chúng ta không tìm được căn nguyên mà chúng ta cứ cho là xơ gan tự miễn, thì lúc đó thì cái gan nó sẽ xơ hóa và đến giai đoạn nào nó sẽ không hồi phục được nữa. Khi chúng tôi khám thì nó đã có dịch ổ bụng rồi. Thế nhưng mà
Sau này thì sau khi đã phẫu thuật tách cái màng ngoài tim ra thì bây giờ hiện nay chức năng gan xét nghiệm trở về bình thường và bụng hoàn toàn hết dịch cổ trướng, thì chứng tỏ một điều rằng nào cũng chưa quá muộn. Bởi vì nếu mà muộn thì cái gan này không thể hồi phục được nữa, và lúc đó chắc chắn là bệnh nhân phải chấp nhận một cái xơ gan, nhưng mà lại xơ gan là do xơ gan tim. Đây là một cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là quan trọng là bác sĩ Khanh đã nghĩ đến là đây là một cái trường hợp mà là có thể là do tim, và mình đã phối hợp các cái chuyên khoa để mà điều trị, chẩn đoán và điều trị tốt cho bệnh nhân. Cái lợi thế của các bệnh viện mà có đa khoa, mà lại đa khoa mà các bác sĩ có trình độ chuyên môn tương đối tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ có đa khoa mà trình độ chuyên môn không đồng đều thì chúng ta ít hỗ trợ được cho nhau. Nhưng khi mà bác sĩ ở cái mặt bằng nó ở trình độ mà tốt, có kinh nghiệm thì lúc đó chúng ta rất dễ có thể hiểu được nhau, và chúng ta có thể chia sẻ với nhau và giúp cho con đường thuận lợi nhất để tìm được cái nguyên nhân cho người bệnh. Thì đấy là cái sự rất là quan trọng của sự mà liên kết giữa các khoa, nhưng nó phải ở mức độ cùng cao cả. Chứ nếu bây giờ này mà có nhiều khoa đấy, nhưng mà nếu mà cái khoa của các anh nó không đủ đáp ứng thì lúc đó cũng không giúp cho anh được nhiều. Từ ngày phẫu thuật đến bây giờ là nói chung là ăn uống và đi lại sức khỏe tôi rất là thấy là tốt. Mà hàng ngày tôi đi chạy, ngày xưa chỉ chạy được khoảng mấy cây số, nhưng bây giờ tôi chạy rất là tương đối dài luôn đấy, khỏe lên. Mà bây giờ hiện tại là ăn uống ngủ nghỉ là ngon lên luôn. Đối với những cái bệnh mà khó, những bệnh hiếm khi tìm được thì chúng tôi cũng vui. Nhưng mà vui cũng có những bệnh là mình thực sự vui nhưng chưa chắc bệnh nhân đã vui. Bởi vì mình tìm được nhưng mà cũng không chữa được. Tức là chẩn đoán được rồi nhưng không chữa được. Nhưng đây thì lại là một cái bệnh mà lại có thể chữa được. Đấy, khi mà mình đấy thì cái niềm vui của mình cùng với bệnh nhân nó sẽ được chia sẻ giống nhau, nhân lên. Sau khi mình đã chẩn đoán được thì mình làm cho bệnh nhân hoàn toàn trở thành một người mà bây giờ có thể hàng mỗi buổi sáng người ta dậy mình đi chạy, thì chúng tôi rất là mừng rỡ. Đến bây giờ thì sức khỏe tôi cải thiện nhiều, mà tôi cũng nói chung là tôi rất cảm ơn tất cả các bác sĩ đã khám cho tôi mà rất ân tình cận kề như trong góc độ gia đình. Mà đến bây giờ tôi rất không biết nói gì hơn, chỉ biết xin lời tất cả cảm ơn.